Thưa quý vị, các chiến binh Palestine trên dải Gaza khai hỏa hàng chục hỏa tiễn vào mạn nam Israel. Một nguồn tin y tế vào ngày thứ Hai 12 tháng 11 cho biết, các chiến binh gốc Palestine cư ngụ trên dải Gaza đã cho khai hỏa hàng chục rocket vào vùng lãnh thổ phía nam của Israel, khiến cho ít nhất một người đi xe bus bị thương nghiêm trọng, chỉ một ngày sau khi quân đội Tel Aviv tiến hành một cuộc đột kích xuống vùng đất bị cô lập này. Nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã cho thấy cảnh tượng nhiều đám khói đen bốc cao lên trời, trong khi hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Israel được quân đội kích hoạt để đối phó với vụ tấn công, khiến cho nhiều tiếng còi báo động vang lên khắp khu vực tọa lạc gần đường biên giới. Chính phủ Israel loan báo có hơn 80 hỏa tiễn đã được các phần tử Hồi giáo Hamas khai hỏa vào vùng lãnh thổ phía nam, buộc quốc gia này phải dùng vũ lực để đáp trả, nhưng đến nay vẫn chưa có báo cáo chi tiết về số người bị thương vong. Trước đó, trong cuộc không kích bất ngờ xuống dải Gaza, Israel đã giết chết một thủ lĩnh của phe Hamas cũng như 6 chiến binh người Palestine. Bên phía Israel cũng có một vị đại tá bị thiệt mạng. Phong trào Hamas từ lâu đã bị Israel liệt vào danh sách khủng bố.